chào mọi người. Thì hôm nay vợ chồng mình ăn món cơm sườn. Đây là cây hũ mắm thần thánh nè mọi người. Yeah. Trước khi ăn thì mình dưới nước mắm lên ha. Đây là sườn. Mình nước cái rồi em ăn. Ấy. Đây mình ăn cơm sườn nè, đây là cơm sườn. Sườn khét đang phun tơ. Vừa ăn vừa cạy ra mọi người. Chứ sườn, sườn. Đang đâu sườn thì bao ngon á. Để chưa. Ta thấy vậy chứ không có đen đâu. Mời mọi người nha. Mời mọi người ăn cơm sườn. Thịt nướng, xương nướng. Ai da, thịt riêng nữa. Thêm mắm vô đây. Mắm cho nó ngon, nhiều cho ngon. Thêm mắm à? Chan vô cơm luôn rồi. Thêm không? Thêm không? À. Cơm sườn nướng ở ngoài ở Sài Gòn. Ở Việt Nam người ta hay bán cơm tấm á mọi người. Cơm tấm này không có cơm. Cái này không có cơm tấm nhưng mà mình thấy cái gạo nó cũng nhỏ nhỏ mà. Cơm thường ha. Chỉ có trứng này ha, thịt này ha, thịt hoặc sườn. Rồi miếng dưa leo, miếng cà chua. Được đĩa cơm đơn giản. Ăn thêm chén canh đó. Món này đúng vừa ăn ha. Không biết ở Việt Nam hay được nghỉ lễ chưa mọi người ha. Ở đây chồng mình được nghỉ lễ rồi. Lễ cũng trùng hợp với ở Việt Nam nhưng mà không phải là lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Tuần lễ vàng của họ thôi. Đây, mọi người ăn mấy sườn à? Ăn mắm vô. Sườn này cũng mỡ thôi hả? Sườn này nó có mỡ mỡ ăn nó ngon. Sườn với thịt nó có mỡ mỡ ăn nó mới ngon. Nó có mỡ không? Cái mắm này mình làm mà ăn thấy nhiều ăn ok. Cái cầm tay ăn đây nè. Hả? Cầm tay cho nhanh. Cho tiện. Giống cơm tấm Việt Nam không? Giống. Chứ nhà dĩa đó lấy ghẻ nè. Xem thôi á. Gì hả? Chồng mình ông nướng khét đen á mọi người. Dĩa ăn xem được không? Anh ăn chịu khó cậy cái khét ra nha. Khét gì? Cái này bình thường khét gì? Hả mà ăn xem được không? Xem là 200 ngàn đó mọi người. Dĩa 200 ngàn hết bình thường mà, đúng không? Bình thường mà ăn tô uống bò 850 ngàn rồi. Ở Việt Nam á, à nhà mọi Nhật á. Một tô uống bò 800 mấy, 900 mấy là bình thường. 800 mấy yên á, 900 mấy yên là khoảng 100 mấy gần 200 ngàn như Việt Nam á mọi người. Vâng, sườn nướng tí à. Có sống à. Nước này mà sống nơi hồi luôn. Ông sợ sống không nướng kỹ. Mắm ngọt ngọt ha. Ngọt ngọt đúng không? Nhưng mà thấy nó ít ớt không? Thêm miếng ớt ngọt ngọt. Sườn nó có ít, có mỡ mỡ vô á mọi người. Ăn béo béo ngon ngon kìa. Ngọt thịt. Mở từ ra luôn mà. Rồi anh ăn sắp xong rồi vậy chưa xong. Đúng là sao anh ăn nhanh chứ ha. Dạ dạ. Con. Nhạc kỹ cho nó. Hai ba tuổi. Hồi xưa ở Việt Nam. Đi học ăn cơm tấm. Lâu mới ăn cơm tấm chứ ăn cơm tấm hoài đâu. Cơm tấm nó mắc hơn là cơm bình thường. Có mà nhớ quán đầu đường ngay chỗ cái đường đường của nhà mình trọ cái giờ đó. Không cho mình cơm. Đi mới bước ra là đến quán cơm tấm. Cơm tấm bún bún bò. Còn nó thì cũng rẻ. Bún riêu. Ở Việt Nam thường họ ăn cơm tấm là có một miếng cốt lết ha, miếng trứng,
dưa leo và chua gì đó. Đĩa đó hồi xưa mình nhớ mình ăn là một đĩa 15.000. Cơm bình thường là 10.000, hồi đó lâu rồi, chắc cả chục năm nữa ha. Cơm bình thường 10.000, còn cơm đó phải 15. Cơm tấm nó sẽ mắc hơn cơm bình thường, nhưng mà mình ít ăn cơm tiệm lắm. Nhưng mà nếu mà ăn thì giá kệ. Hồi đó đối diện sư phạm có cái đường Thống Nhất á, có quán cơm tấm bán thời gian lâu lắm mà mình không biết là cơm tấm nào ta, mở rộng cơm tấm nào ta, ăn quên ấy, không nhớ, có ăn rồi nhớ rồi, mình nhớ lâu tại vì không đi ăn mấy, mình thấy mình đi ngang hoài. Rồi rồi cầm ăn cho rồi đi. Ngon quá. Ăn phụ cơm em. Phụ nào không? Ăn gì kia không phụ cơm không? Ăn cơm. Phụ mà. Ăn cơm mà. Còn kia không phụ. Nói nhiều cơm quá à. Nữa bỏ lại nữa. Nhiều quá à. Nãy ai nói ít ta. Nãy bới cơm vô là như là sao ăn đủ. Tại thường ở Việt Nam á, ăn cơm bằng cơm chiên hay gì đó, mua một lần á, một bịch mà mua mấy gói cơm hiêm nữa. Khoan đây dần dần hết lại. Nè, mua mỗi đứa hộp. Mình có bạn, hồi đó có bạn, mình có em mình nữa. Là bốn đứa mua bốn bịch cơm thêm đúng không? Là bốn hộp cơm, mỗi đứa ăn một hộp đúng không? Mà hai đứa kia không ăn cơm thêm. Mình quốc hết luôn. Hồi đó kinh khủng khiếp rồi chứ. Sinh viên á, hai điệp. Ăn giờ thua. Ăn lần hai gói mì. Giờ ăn gói không hết á. Giờ cái ăn gói không hết. Hình như hồi đấy sao rồi ta, hay ta, tụi 18 hả? 17 bây giờ già cả rồi hả? Ăn ăn giang cái cục này thật xương đi. Ngon quá à. Ăn hết cục xương đi. Thôi không ăn nữa này. Mình uống nước matcha mọi người. Ây da. Ngon. Thì video của mình đến đây là kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Bye bye. Bye bye.